Tâm Anh vẫn là một trong những quả thị phi chiếm được rất nhiều sự dồ cập của cư dân mạng. Sau khi bật tâm và hoàn toàn im hơi lặng tiếng trên sau một căn đang động trời chưa được kiểm chứng thì gần đây, cô nàng đã cơ mê bắt giới diện mạo mới và cả rổ triết lý siêu điếp. Tâm Anh quay về hoạt động sau chuỗi ngày vắng lặng vì căn đang chưa được xác thực hồi tháng 4. Mới đây, nhân sự việc đau lòng của Suli, Tâm Anh cũng đã kịp có một bài đăng khá dài trên Tori. Cô nàng chia sẻ cảm giác của bạn dạng thân lúc này, bàng hoàng, xót xa, nuối tiếc cho một bông hoa rực rỡ đang độ tuổi đôi mươi như Suli. Tâm Anh chia sẻ sự đồng cảm với Suli. Bên cạnh đó, Tâm Anh cũng tìm thấy chính mình của năm tháng trước có đôi nét giống Suli. Hậu loạt can đan, cả hai đều từ những cô gái luôn luôn mỉm cười vui vẻ, luôn luôn lạc quan, chỉ sau một ngày nụ mỉm cười ấy không bao giờ còn thấy nữa. Thậm chí, cô nàng còn từng có dự định buông xuôi với nhân loại. Chỉ trong một tháng mất hết tất cả từ bạn bè, công việc, tiền bạc cùng vô số điều tiếng xấu xí nhất trên đời nhắm vào mình và gia đình. Đau lòng nhất những lời đó lại phát ra từ người bạn mình luôn yêu quý và tôn trọng, Trâm Anh viết. Nguyên văn chia sẻ của Trâm Anh. Tự nhiên đột nhiên nhớ lại chính mình của cách đây 5 tháng trước. Từ một cô gái luôn luôn mỉm cười, luôn luôn vui vẻ, luôn luôn lạc quan, chỉ sau một ngày nụ mỉm cười ấy không bao giờ còn thấy nữa. Không thể dễ thương thuần khiết như Suli nhưng chị ấy giống mình là luôn mỉm cười, lạc quan. Cho đến một ngày không chịu nổi nữa. Chỉ trong một tháng mất hết tất cả từ bạn bè, công việc, tiền bạc cùng vô số điều tiếng xấu xí nhất trên đời nhắm vào mình và gia đình. Nhưng đau lòng nhất những lời đó lại phát ra từ người bạn mình luôn yêu quý và tôn trọng. Khi bạn dạng thân mệt mỏi và muốn buông xuôi với nhân loại toàn sự khinh miệt và lòng người đổi thay thì may mắn dẫn đến với mình khi chính chị gái là người kéo mình ra khỏi cái ý nghĩ tuyệt vọng ấy. Mình luôn thích Suli từ khi chị còn trong nhóm cho đến khi chị bị quá nhiều người ghét vì đời tư. Thích vẻ đẹp thuần khiết cho đến việc chị chẳng dồ cập đến nhân loại ngoài kia, thích làm gì thì làm, muốn yêu ai thì yêu. Thấy tiếc, thấy xót xa, thấy đau lòng. Cuộc sống là một trải nghiệm. Hãy thử sống qua những ngày tồi tệ nhất đi. Nếu thấy mệt thì nằm xuống, nếu không thì phải sống thật mạnh mẽ. Bên cạnh Trâm Anh, nhiều quá gì khác cũng đã chia sẻ cảm xúc đau lòng vì sự ra đi đột nhiên ngột của Suli. Ai nấy đều tiếc cho một nhan sắc, một tài năng, một sự rực rỡ của cô gái 25 tuổi ấy. Anh Quy viết, nếu bạn muốn tự tử, hãy rỉ tay với một ai đó trước. Trên đời này vẫn luôn có những người yêu yêu quý bạn và chưa chắc họ đã nhận ra những tổn yêu quý bạn đang phải chịu đựng. Bạn chỉ cần nói với họ bạn cần sự hỗ trợ thôi. Bạn xứng đáng được cứu giúp dễ. Bạn xứng đáng được sống. Mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Chắc chắn đấy. Nên hãy để bạn dạng thân có cơ hội được thấy nó. Châu Bùi thì lại bức xúc trước cảnh nhiều người đã dồn Suli vào bước đường cùng này. Ai cũng có những sai lầm, nếu mình muốn lên tiếng, thay bằng dồn nhân loại ta đến bước đường cùng, hãy cho họ những lời khuyên, dẫn họ theo một lối đi đúng mực là mình cũng đang làm được một việc tốt. Hoặc chọn vắng lặng, nếu một sự việc mình không thực sự hiểu hết và mình không sống trong cuộc sống người ta. Tiếp yêu quý. Hà La Đôi cũng từng phải trải qua chuỗi ngày tháng tồi tệ khi mất đi phương hướng vì sự nhạy cảm của buôn bản hội, nói không ai tin, cảm giác không biết bấu víu vào đâu.